Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Nghệ sĩ Hoài Linh chính thức làm rõ tình trạng số tiền gần 2 tỷ phung viếng cố nghệ sĩ Chí Tài và mục đích sử dụng sau 3 tháng nhận. Cuối năm 2020, thông tin cố nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời do đột quỵ đã khiến showbiz chìm trong tang thương. Trong tang lễ cố nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ Hoài Linh và gia đình thông báo sẽ không nhận vòng hoa, thay vào đó tiền phung viếng sẽ được sử dụng vào mục đích làm từ thiện như di nguyện còn dang dở của người qua cố. Được biết, vào ngày 23 tháng 2 năm 2021, anh trai và vợ của nghệ sĩ Chí Tài đã trực tiếp chuyển số tiền 83.000 đô, tương đương gần 2 tỷ đồng, tiền phung viếng về Việt Nam để nghệ sĩ Hoài Linh thay mặt gia đình đi cứu trợ bà con miền Trung. Tuy nhiên, công chúng nhiều ngày qua lại thắc mắc liệu nghệ sĩ Hoài Linh đã sắp xếp chỗ tiền này như thế nào. Đến sáng nay, ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ Hoài Linh cũng lên tiếng làm rõ mục đích và hướng dùng số tiền này ở thời điểm hiện tại trong clip gửi các cơ quan báo chí. Nam danh hài cho biết đã tách bạch số tiền gần 2 tỷ đồng này ra khỏi khoản 14,67 tỷ đồng do Mạnh Thường Quân quyên góp vì người dân, đã ghi rõ mục đích đóng góp là gì khi chuyển khoản. Nam danh hài khẳng định sẽ thực hiện đúng tâm nguyện của người tri kỷ quá cố cũng như đảm bảo uy tín, niềm tin với người nhà cố nghệ sĩ Chí Tài và người hâm mộ. Ngoài ra, nam danh hài cũng khẳng định chắc lịch sẽ đi đến địa phương để cứu trợ, quay clip, công khai tiếng từ minh bạch và không làm mẹ một đồng, không để phủ lòng tin của người hâm mộ.